Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bây giờ là gần 5 giờ rồi, nhưng mà Duy đang mới tới địa phận tỉnh Bình Dương thôi các bạn, gần giáp với Bình Phước. Đó thì lần này thì Duy đi tự đi giao xe, bởi vì là thực ra các bạn là Duy với anh Sĩ đáng lẽ là hai anh em sẽ đi chung xe với nhau đó, nhưng mà ngày hôm nay thì anh Sĩ có một cái chuyến giao xe khác ở Đà Lạt rồi, cho nên là Duy phải tự lái xe nè. Còn cái chiếc xe kia thì do là anh Sĩ không có tự đi á, cho nên là Duy cũng ngại cái vấn đề bị dịch đó. Đó, cho nên là Duy không có đi chung xe, Duy tự lái xe đi ha. Đó thì chiếc xe C180 AMG lần này mà Duy giao cho anh Sĩ các bạn là thật ra là Duy chưa có gặp anh Sự luôn, và chính xác là Duy cũng chưa có nói chuyện với anh Sự luôn các bạn. Hai anh em trao đổi với nhau chủ yếu là qua tin nhắn thôi. Đó thì anh Sự thì nhắn tin với Duy chắc cũng khoảng tầm ngày hôm trước, ngày hôm sau thôi là anh Sự đã chốt cái chiếc xe rồi đó, và ngày hôm sau nữa thì anh Sự thanh toán hết, và bây giờ là Duy mới là giao cái chiếc xe về Bình Phước nè, chính xác là ở Bù Đốp luôn các bạn, rất là xa, gần giáp với là Đắk Nông á. Tính ra từ thành phố Hồ Chí Minh đến lại Bù Đốp Bình Phước thì nó khoảng rơi vào tầm hơn 150 cây số đó. Lần này thì Duy tự đi lái xe luôn các bạn, cho nên là chuyến này đi giao xe cho anh Sự chắc khoảng tầm 6 giờ rưỡi hơn Duy mới có mặt ở tại nhà của anh Sự quá, và chắc cũng giao xe xong về tới nhà chắc cũng khoảng 11-12 giờ đêm đó. Chuyến này Duy tự lái xe chắc hơi mệt đó, mình bình thường thì đi với anh Sĩ lái, Duy chỉ việc lên xe nằm ngủ thôi đó, rất là sướng. Ok, bây giờ hiện tại ngoài trời đang mưa nữa. Ok thôi, bây giờ Duy sẽ tắt máy đây đó, tranh thủ chạy xuống gặp anh Sự để giao xe cho anh Sự thôi. Một lát nữa tới nhà của anh Sự thì Duy sẽ quay cho các bạn xem nha, Duy cũng chưa có biết anh Sự luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại nhà anh Sử nha. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Artlist IO. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat. Head pulled down over your eyes. Các bạn thấy không? À, trên táp lô của Duy là Duy để một cái tờ giấy thông hành đó, bởi vì là khi đi qua địa phận tỉnh Bình Dương và Bình Phước á, thì Duy phải đi qua một cái chốt kiểm tra kiểm dịch các bạn nha, không phải là kiểm dịch nữa mà là khai báo y tế đó. Khi mà Duy mấy anh thấy là biển số của xe của Duy là biển số thành phố, cho nên là mấy anh kêu vào hỏi thăm một cái, thì Duy chỉ cần xuất trình là hai cái giấy mà Duy tiêm vaccine thôi đó, và mấy anh hỏi là đi đâu đó, thì Duy trả lời xong rồi mấy anh cho đi thôi, cũng rất là nhanh các bạn, chứ cũng không cần phải quét mã QR gì nữa hết. Đây cái giấy nè. Ok thôi, bây giờ chúng ta lên đường tiếp thôi. Dự kiến chắc là tối ngày hôm nay chắc khoảng tầm 12 giờ Duy mới về tới nhà quá, sáng mai không biết đi làm nổi không đây. Bây giờ là Duy tới Bình Phước rồi, đồng xoài ha. Đây đồng xoài đúng không? Tân Phú. Còn khoảng tầm 1 tiếng nữa các bạn, Duy mới đến nhà của anh Sự được ha. Chắc là tầm 6 giờ rưỡi. Tại bây giờ là 5 giờ 15 rồi. Tới đồng xoài nè các bạn. Artlist IO. Ở đây dịch bệnh thì sao anh Sự? Đang cũng nặng nề lắm. Vậy hả? Ở đây anh tiêm mũi đầy đủ hết chưa? Tiêm một mũi. Đây hả? Bữa nay mới nói chuyện với anh luôn á, chứ em có nói chuyện với anh đâu, toàn là anh em mình nhắn tin với nhau không, đúng không? Đúng rồi. Còn là chat Facebook. Chat Facebook không à? Ủa vậy là anh có kết bạn Facebook với em lâu rồi hả? Có mà, có kết bạn mà. Vậy hả? Tại vì xuống luôn. Tại vì á anh kết bạn Facebook của em thì cái đó là bay Facebook ta. Anh kết bạn Facebook với em cũng không biết khi nào luôn á. Rồi tình cờ ngày đó anh nhắn tin với em là em mới biết. Mình coi YouTube. Mình coi trên YouTube á, mình thấy ok rồi mình liên hệ luôn.
Dạ. Mà anh không gọi cho em, anh không gọi cho em tại vì mỗi khi khách hàng hay gọi điện thoại cho em nè, hoặc là nhắn tin Zalo, còn anh thì anh nhắn Facebook. Cho nên em không biết là anh coi ở đâu nữa. Vừa làm xong là em đem xuống cho anh luôn á. Chứ nếu mà đi sớm thì giao sớm là giờ tối lắm. Không thấy được làm anh, mình có cây sở. Dạ. 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 Just like a seed in a garden, you will grow to be tall. Staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your presence. Rồi chè đi. Tối quá không thấy đường ha. Rồi em chạy cho anh mấy cái đồ. Mấy cái cơ bản thôi. Tại vì mình cũng chạy xe rồi đó. Không có gì. Có gì xoay xôm những cái mới thôi. Ok anh ha. Anh đạp máy, anh nổ máy, ở đây đang nổ máy luôn rồi đó. Nhưng mà xe thì cả đang nổ lạnh đây. Nên khu vực này là anh chỉnh máy lạnh giùm em. Đặt mình nó dài lại rồi. Đó là hai bên chắc nhau rồi ha. Ui, ở dưới đây. Lên rồi. Còn cái cần số ở đây anh Tự nha. Cần số ở đây. Khi mà anh đạp thắng anh gạt xuống á là chạy tới. Đây là tới. Đây là tới. Gạt mạnh lên R là lùi. Còn khi mà anh tự đậu xe như thế này nè, anh sẽ bấm vô đây là bắt kịp. Ba chỗ này kỳ á ta. Nhìn trên tốc lô cái đó là nó hiện toàn bộ trên tốc lô hết. Đúng rồi. Ở đây đúng không? Đúng rồi. Nó hiện lên đó đó. Tất cả cái gì nó cũng đều báo lên tốc lô cho anh hết nha. Khi mà xe của mình đụng bánh nó cũng sẽ báo, tới kỳ bảo dưỡng nó cũng sẽ báo. Đó, xe của anh Sự thì 8.000 cây số anh sẽ bảo dưỡng một lần. Hoặc là một năm anh đi chưa hết 8.000 cây anh cũng sẽ bảo dưỡng một lần. À. Xe này lạ hơn xe mình ha. Siêu xe mà. Còn những cái gì có cái gì cái chế độ gì mới? Về cái cụm điều khiển nè. Ba, con thấy cái này kỳ nè ba. Nguyên cái cụm này anh sẽ điều khiển cái màn hình này giùm em. Không, nguyên cái cụm điều khiển bên kia anh sẽ điều khiển màn hình bên kia. Dạ, chẳng hạn như khi mà anh đang lái xe, anh không có rời tay lái thì anh có thể là điều chỉnh này. Nó tất cả mọi thứ, anh thấy nút thơm nè. Nút thơm là cái nút menu á. Nút menu á ha. Rồi ba. Cái chỗ này là cái gì vậy ba? Cái này là bướng hả? Cái này là nút nơi van bánh xe. Ba, cái này là cái chìa khóa nè. Không phụ kiện chứ có cái gì nữa. Phụ kiện ở phía xa xe em để phía xa. Có đèn không? Ơ chú ơi. Dạ. Chú có đèn. Có đèn không? Đó, đèn có đèn đó. Có tập sách đó, có sách đó. Đó. Hiểu rồi. Như là có lưu ý anh đi. Thì ở trên vô lăng đó, nó có sẽ có nút lim với lại nút ga tự động nè. Lim là giới hạn tốc độ. Ví dụ trong trường hợp mà anh sợ công an lắng tốc độ những đoạn đường giới hạn tốc độ ha, thì mình có thể là cài đặt giới hạn tốc độ bằng cách là set tốc độ. Anh bấm liêm cái rồi anh bấm set cộng trừ. Đó, ví dụ một ngày nào nọ mà anh chạy mà anh thấy anh đạp ga nó không có chạy, nó sao tôi đạp ga hoài nó không chạy lên đó, thì có thể là anh đã bấm nhầm cái nút liêm rồi đó. Nó đạp ga nó không tăng lên được. Có nhiều khách hàng ha, lái xe cả năm luôn mà không biết cái nó luôn ha. Ủa sao xe chị thấy xe anh đạp ga nó không lên ha. À, đang giới hạn tốc độ. Cái gì? Rồi ok ha, để thôi. Dạ, còn ở phía sau đi, ra phía sau coi. Cách nào gỡ cái chìa khóa? Con để vậy đi, lát nữa ba. Dạ. Ăn mát mà ba. Lát chắc để cái xe của em lên trên xe. Vậy nó vui lắm à. Dạ, em có bó hoa gửi tặng anh ha. Rồi, cảm ơn Duy, cảm ơn công ty nha. Em cảm ơn anh rất là nhiều đã tin tưởng ủng hộ em. Em chúc anh và gia đình khỏe và nhiều niềm vui cũng như là có nhiều cái trải nghiệm thú vị trên chiếc xe của anh. Rồi, cảm ơn chị em mình công ty nha. Dạ. Cái thảm em để nguyên ở đây ha. Cái dù nó tặng cho anh. Thảm em ủa chưa lót luôn. Thảm này mình lót trên đúng không? Đúng rồi, để mình lót sau đi. Dạ. Rồi ở trong này nó sẽ có những cái dắt để anh những cái dây sạc điện thoại á. Dây điện thoại cho Android với lại cho iPhone. Cách hướng dẫn sử dụng nằm ở đây nhé. Chú, có thể nào mà
chú gỡ cái này ra. Đây đây đây. Hai chìa nha. Ôi sao. Làm là nó hơn ấy là nó gần đỏ. Nhiều khi ở Sài Gòn bây giờ là đỏ. Đỏ hơn anh. Nhưng thà tại vì tiêm nhiều. Tiêm hết rồi, tiêm hết rồi nhiều. Cho nên là nhiều khi bị nhiều lắm, nhiều ta bị nhiễm nhiều lắm nhưng mà tiêm thì nó sẽ rất là nhẹ. Không có bị ảnh hưởng nhiều. Nó nhiều khi họ không khai báo luôn, họ vẫn ở nhà, họ ở sinh hoạt bình thường. Cho nên ra đường lây tùm lum. Họ mà tiêm hết. Cho nên nhiều khi anh tỉnh nó phức tạp hơn anh. Ở đây tỷ lệ phổ cập vaccine chưa có cao. Ở đây khoảng được bao nhiêu trăm trăm? 50% chắc tầm khoảng 50-60% thôi. Bà cô lo xem. Ok thôi, em xin phép anh chắc là ngày qua đầu tháng việc thuế xong rồi anh em còn liên hệ để làm bằng chiếc xe cho anh. Rồi, ok. Hiện tại thì mấy cái giấy tờ thì em vẫn không có giao cho anh. Em sẽ giữ đây đúng không? Em làm cho anh luôn. Bên đây thì xe này mình đi vòng vòng đây vô tư mà. Có vấn đề gì đâu hả? Vừa rồi mình đã bàn giao xe cho anh Sự xong các bạn đó. Thì ngày hôm nay Duy mới được gặp anh Sự ha đó. Thì do là điều kiện đường xá cũng xa xôi cũng như là dịch bệnh các thứ, cho nên là Duy tranh thủ Duy giao xe cho anh Sự xong rồi Duy quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày mai Duy còn phải làm việc đó. Bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi, chạy chắc khoảng là 4 tiếng đồng hồ, chắc khoảng 11 giờ rưỡi thì Duy mới về tới nhà. Ok, thì cái chuyến giao xe như thế này các bạn, nó cũng không có gì để cho các bạn xem ha. Chủ yếu là cho các bạn xem là biết là ngày hôm nay là Duy đi giao xe cũng như là đối với những khách hàng của Duy các bạn. Thì lúc nào Duy cũng muốn là tận tay giao cái chìa khóa xe đến cho quý khách hàng. Mặc dù là đường xá rất là xa đó. Đó, đi rất là mệt rồi cũng như là rất là tốn thời gian nữa, nhưng mà Duy lúc nào thì cũng sắp xếp, cũng muốn tranh thủ sắp xếp để mà giao chiếc xe cho những chị khách hàng của mình. Thật ra các bạn thì Duy đưa cho các anh vận chuyển giao về tận nhà cho anh Sự hoặc là cho những anh chị khách hàng thì cũng là bình thường thôi, bởi vì là với điều kiện dịch bệnh như thế này cũng như là xa xôi nữa, cho nên là hầu như các vị khách hàng đều thông cảm. Nhưng mà Duy cũng lúc nào cũng muốn tạo cho khách hàng của mình một cái niềm vui cũng như là đó, những cái xe Duy đều muốn là giao tận tay cho những anh chị khách hàng của mình. Với một điều nữa các bạn là Duy chưa bao giờ gặp anh Sự mua xe rất là nhanh, rất là thoải mái luôn. Chỉ hai anh em chỉ nhắn tin, chỉ chat qua Facebook thôi đó các bạn. Đó, nhưng mà Duy giao cái xe tới các bạn biết không, mua hàng online mà mua 1 tỷ mấy, anh Sự chỉ cần nhắn tin ok anh chuyển tiền, thông tin đầy đủ anh chuyển tiền là xong. Anh cũng không có hỏi gì nhiều, anh cũng không có phải là kiểu giống như là anh đã biết Duy rất là nhiều ở trên mạng các bạn, anh hoàn toàn tin tưởng mình luôn á, cho nên là anh mới giao số tiền lớn, chuyển khoản một số tiền lớn như vậy. Ok thôi, bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy những cái clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip tiếp theo.